Rồi, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh Pháp Thái TV ha. Thì cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi sưu tầm những cái hoa kiển trên kênh Pháp Thái trong suốt thời gian qua. Thì như đã hứa thì một cái clip tiếp theo của vườn Anh Minh về Mỹ Hồng quý cô chú anh chị, về cái dòng Mỹ Hồng ha. Dòng này thì như clip trước mình đã nói rồi, anh trồng cái đợt đầu và cái thời điểm buổi đó là cái thời điểm đó là cây giống nó rất là cao, nên bây giờ thì thời cuộc thì anh chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình. Và như clip trước thì mình đã báo giá cái lô ngoài đó ha, do gặp mít nên anh thanh lý là cái giá 150.000 rồi. Thì hôm nay cái size này là size lớn hơn anh trồng cái đợt đầu, thì thời điểm này cũng là 3 năm tuổi rồi. Thời điểm 3 năm tuổi này thì cái cây giống của Mỹ Hồng này quý cô chú anh chị đã biết rồi, mua rất là khó và giá tầm khoảng 40.000 một cây, cây con quý cô chú anh chị. Thì cái lô này chiều cao tầm khoảng từ 1m7 cho tới 2m nha. Đó, quý cô chú anh chị nào yêu thích mà muốn sưu tầm cái hàng công nghiệp mà cái kiểu hàng khủng á, còn sót lại á, thì cứ liên hệ anh Minh nha. Clip này mình không báo giá. Và quý cô chú anh chị nào yêu thích á, thì mình cứ thương lượng liên hệ ha, có số điện thoại trên màn hình. Thì lô này cao tầm khoảng 2m, 2m2 luôn quý cô chú anh chị, có cây lên tới 2m2 luôn quý cô chú anh chị. Mình thấy cái tay thái giới lên đó, nó rất là cao và cái hoành từ 15 cho tới 20, có cây 22 luôn quý cô chú anh chị em. Đó, đây, trồng trên mô nha, mô, nói chung là trên mô. Đây, cái này thoát thân bán 40, tay cành thì lên trên nó đóng đặc, phơm tàn thì rất là tròn. Mọi nhu cầu thì quý cô chú anh chị mình có thể liên hệ cho anh Minh. Và Pháp Thái luôn phục vụ vì cái chất lượng cho quý khách hàng hoặc anh em sưu tầm mua bán. Mình không có thương vụ trong cái vấn đề mua bán. Quý cô chú anh chị nào mà không rõ về cái vấn đề thì cứ liên hệ Pháp Thái, để cái số điện thoại của Pháp Thái ở dưới đường mô tả nha. Quý cô chú anh chị mình có thể tham khảo. Và những cái lô này mình chỉ chia sẻ, và đây là cái chất lượng của Pháp Thái trên kênh, không bao giờ mua bán với anh em trên hai cái thương trường, là giống như người bán và người mua, mình không nhúng tay, mình chỉ giới thiệu thôi. Thì đây là một cái đặc biệt của Pháp Thái, không bao giờ. Thì cái lô này quý cô chú anh chị mình thấy cây nó rất là già, trồng cái công nghiệp cái đợt đầu á nên nó tàn rất là to. Có cây bên kia quý cô chú anh chị mình thấy như cái cây bưởi á. Đó, cái phơm tàn này. Thì cái lô này thì có hai thớt, một thớt là 50 cây là khu ngoài này, khu ngoài trước là 70 cây. Thì quý cô chú anh chị mình ôm sỉ hết lô á thì cứ liên hệ cho anh Minh. Những cái thông số thì gớt lại thì quý cô chú anh chị mình bỏ lại nha. Những cây si, những cây giống như kiểu không đạt á thì mình có thể bỏ lại. Đó, để mình vô cây này. Phải nói cái đợt này là anh trồng giống như là đam mê, anh mới còn sót lại, chứ thị trường thường bây giờ là anh em đã bán ra hết rồi. Đó. Thì cái cây này chiều cao tầm khoảng 2m2 nè, tán ngang cũng tầm khoảng 2m tới 2m rưỡi luôn. Dao động ha. Thì hoành dao động từ 19 cho tới 20, 22, có những có cây gớt lại thì 15. Và giao lưu là từ 15 cho tới 22, những cây 15 thì không có nhiều quý cô anh chị. Một tay mà ôm vô nó còn dư tầm khoảng 3 phân á. Cây này thì thoát thân tầm khoảng 40. Đó, quý cô chú anh chị mình thấy nè. Rồi cái nhánh này thôi là nó muốn bằng những cái cây bây giờ rồi. Trồng trên mô nên có đế, quý cô chú anh chị mình cứ việc giao lưu thôi. Đó, cây đó kìa. Phơm tàn tròn, cây này mà quý cô chú anh chị mình bứng lên ha, mình lên chậu mình lên đôn thì rất là đẹp luôn. Thị trường bây giờ những cái cây này thì chỉ còn những nhà vườn mà giống như kiểu đam mê trồng cho đẹp thôi mà mới còn lại thôi, chứ đa số công nghiệp là hiện tại bây giờ anh em ta bán ra, ta thanh lý để người ta trồng lại cái khác rồi. Cái thời điểm bây giờ trồng công trình rất là nhiều, những cái cây công trình móng mát á đang phun bông như thế này quý cô chú anh chị. Cây này mình mới kéo thước mình đo hào hảo á, tầm khoảng 20 quý cô chú anh chị. Đây, cái này cái đế còn ở dưới quý cô chú anh chị mình bứng lên mình về mình thuần mình khui lên rất là nâng cây nha, lên đây nó không bị bóp luôn. Phải nói cái lô này rất là đỉnh luôn, già cây. Cực kỳ đẹp ha. Đây, như cây này phơm tàn quý cô chú chị mình thấy con nè. Con lại một cái rồi cái nó hoa nó búp lên, cái tàn tròn này tầm khoảng 4 người ôm quý cô chú chị. Nó phơm tàn rất là to luôn. Để mình đi dài vô qua bên cái khu bên này cho quý cô chú anh chị mình hình dung cái nữa nha. Cái phơm tàn phải nói thật sự là nó tròn và đẹp. Đó, quý cô chú anh chị mình thấy ha. Hoa nó đang phun lên.
có những cây thấp thân thấp mà đế nó nơm. Khu đây thì trống hơn cái khu cái clip đầu tiên mình chia sẻ nha. Như cây này thì bỏ lại nè, còn cây những cây này thì quý cô chú anh chị mình thấy cái bộ khôm tàn, cái khung tàn nó rất là to luôn. Ồ, hoa lên mỹ hồng mà nó lên phơm hoa rồi quý cô chú anh chị mình, chỉ cần mê thôi. Khung tàn cây này thì tầm khoảng 4 người ôm quý cô chị. Quá trời quá đất. À, cái bờ bên kia mình mới quay, mình mới qua đó, mấy hồng mà nó ra bông rồi chịu không nổi luôn. Thường quý cô chú anh chị mình mỗi đợt hoa tàn mình con vô đây nó sẽ đâm được cái thôi. Đây. Hoa nó rất là thơm. Nó có ra một hoa nữa, nó sẽ xuống luôn. Thì quý cô chú anh chị mình yêu thích rồi muốn sưu tầm cái lô này thì cứ thương lượng liên hệ chỗ anh Minh ha. Mình sẽ để số điện thoại trên clip cho quý cô chú anh chị mình tham khảo nha. Cái khu này là 50 cây. Mình sẽ ra ngoài trước mình quay một cái khu 70 cây cho quý cô chú anh chị mình tham khảo, cái nữa mình kết thúc clip nha. Cái khu này là 70 cây quý cô chú anh chị, và mình cũng có thể chia làm hai thớt á. Quý cô chú anh chị nào mà yêu thích thì lấy cái lô 70 cây này hoặc là lấy lô 50 cây mà sao. Thì chi tiết cho quý cô chú anh chị mình hình dung ha, phải nói mỹ hồng mà theo cái thời gian thì nó mãi đỉnh quý cô chú anh chị. Hoa nó rất là đẹp, rất là xum xê ha. Đây, phủ phê luôn. Cây rất là thoáng nha, một cốt thoát thân tầm khoảng 30 tới 35, hoành thì dao động từ 15 cho tới 17 20. Cái số 20 thì nó cũng tầm khoảng 20% thôi. Ồ, cái cây này cái tàn rất là to luôn. Vô đây là chỉ thấy hoa không quý cô chú chị, hoa nó trội hơn những cái lá luôn. Thấy cái màu hồng của mỹ hồng ha, tuyệt vời. Rồi quý cô chú anh chị nào yêu thích sưu tầm hoặc là cần cái nguồn thì cứ liên hệ hai clip mà mình chia sẻ của vườn anh Minh, thì cứ liên hệ thương lượng thêm ở chỗ anh Minh để biết thêm chi tiết. Quý cô anh chị Pháp Thái thì chia sẻ những cái hình ảnh, những cái thông tin cho quý cô chú anh chị mình nắm bắt ha. Nếu như yêu thích thì có thể sưu tầm. Đây hoa nó một chùm nó xum xê như thế này, hỏi sao không mê quý cô anh chị. Này trang trí khuôn vườn hoặc là mình lên mình thuần chậu trong cái khuôn viên vườn của mình ha, rực rỡ luôn, giống như một cái không gian rất là đẹp ha. Hồng ghép mấy cam quý cô anh chị, rực rỡ. Rồi xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý cô chú anh chị trên kênh Pháp Thái Vi được nhiều sức khỏe, làm ăn thịnh vượng và gặp nhiều may mắn hơn ha. Hẹn gặp lại nha.